Tiếp theo chương trình xin trân trọng kính mời ông Lý Tròi Nhàn, tổ đại biểu Hoàng Su Phi sẽ chất vấn về việc bảo tồn kiến trúc văn hóa. Xin trân trọng kính mời ông Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh lên bục danh dự để trả lời. Mời đại biểu Lý Tròi Nhàn, tổ đại biểu huyện Hoàng Su Phi chất vấn. Kính thưa đoàn chủ tọa kỳ họp, kính thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh, kính thưa toàn thể kỳ họp, được sự cho phép của đoàn chủ tọa kỳ họp Hội đồng dân tỉnh, tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đơn vị Hoàng Su Phi có nội dung chất vấn ông Nguyễn Hồng Hải, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Nội dung chất vấn như sau. Tại nghị quyết 11 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch Hà Giang giai đoạn năm 2021-2025 có nội dung đề ra giải pháp về nâng cao năng lực hiệu quả quản lý nhà nước về du lịch. Cụ thể, trong nghị quyết đã nêu là thực hiện nghiêm túc về luật đất đai du lịch và văn bản hướng dẫn tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện thúc đẩy nhanh và bền vững, quản lý phát triển đồng bộ quy hoạch về du lịch, lập quy hoạch chi tiết khu du lịch, điểm du lịch, chú trọng phát triển, bảo tồn, kiến trúc, bản địa, không phá vỡ cảnh quan môi trường trong đầu tư xây dựng hạ tầng du lịch. Tuy nhiên, hiện nay thực tế cho thấy rằng vẫn còn tình trạng có nơi chưa quản lý tốt, bảo vệ tốt về cảnh quan môi trường, thiên nhiên và việc bảo tồn kiến trúc văn hóa bản địa chưa thực sự là chú trọng. Ví dụ như một số nơi làng văn hóa du lịch cộng đồng dân tộc La Chí hay là làng dân tộc Mông, dân tộc Tày, vân vân, nhưng chưa gìn giữ được bản sắc văn hóa dân tộc đó ở nơi đó và vẫn còn xây dựng những cái nhà bê tông, phòng nghỉ, dãy bungalow không đúng với bản sắc văn hóa dân tộc cộng đồng chính nơi đó, không giữ gìn được nguyên bản theo kiến trúc văn hóa bản địa, không mang lại ý nghĩa văn hóa bản sắc truyền thống văn hóa của tỉnh Hà Giang, dẫn đến việc thu hút khách kém hiệu quả trong và ngoài nước đến tham quan, làm giảm thu hút lượng khách đến địa bàn tỉnh, chậm hoàn thành chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra. Đề nghị ông cho biết giải pháp căn cơ mà ngành đưa ra để thực hiện có hiệu quả đúng tinh thần nghị quyết 11 và hiệu quả quản lý nhà nước về du lịch trong thời gian tới. Xin trân trọng cảm ơn ông. Xin hết câu hỏi. Rồi, xin cảm ơn đại biểu Lý Tròi Nhàn, tổ đại biểu huyện Hoàng Su Phi. Sau đây mời ông Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh trả lời câu hỏi của đại biểu Lý Tròi Nhàn. Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh, kính thưa các vị đại biểu dự kỳ họp. Trước hết thì thay mặt cho ngành văn hóa thể thao du lịch, xin cảm ơn ông Lý Tả Nhàn đã rất quan tâm đến hoạt động của lĩnh vực văn hóa thể thao du lịch. Về câu hỏi của ông, tôi xin báo cáo làm rõ như sau. Để triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết 11 về phát triển du lịch thì và cái nghị quyết số 15 về bảo tồn phát huy giá trị văn hóa thì ngành đã tham mưu cho tỉnh ban hành các cái kế hoạch rất cụ thể. Và trong đó thì có tham mưu để triển khai cái đề án 501 về bảo tồn văn hóa các dân tộc, nâng cao chất lượng dịch vụ các làng văn hóa du lịch cộng đồng và quy hoạch 39 làng du lịch cộng đồng gắn với mỗi xã một sản phẩm OCOP thì hiện nay đang tổ chức triển khai thực hiện. Cùng với đó là đã tham mưu cùng với các ngành tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng như là Ủy ban nhân tỉnh ban hành các cái chỉ thị, nghị quyết về phát triển du lịch bền vững cũng như là quản lý cái việc đầu tư xây dựng. Tuy nhiên thì cái trên thực tế thì chúng ta thấy là như phản ánh của ông là trên địa bàn về một số nơi là chưa làm tốt cái công tác quản lý cảnh quan cũng như là vệ sinh môi trường. Thế rồi là vấn đề xây dựng trái phép
rồi xây dựng không đúng với kiến trúc truyền thống thì có, như là ông đã phản ánh. Về nguyên nhân thì chúng tôi thấy là có mấy cái nguyên nhân. Cái nguyên nhân đầu tiên ấy là về vấn đề công tác quản lý quy hoạch. Công tác quản lý quy hoạch và thông tin thông tuyên truyền công tác cái quản lý quy hoạch ở các cái địa phương là chúng ta chưa làm thường xuyên, dẫn tới là khi mà các tổ chức cá nhân xây dựng các cái công trình không đúng với cái bản sắc văn hóa và khai thác vật liệu thì cũng chưa bảo vệ được cái cảnh quan thiên nhiên. Và đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là khi mà có cái sai phạm thì việc xử lý nghiêm đối với các sai phạm xây dựng các cái công trình không phép trái phép thì báo cáo các đồng chí là Sở Xây dựng đã có cái báo cáo số 6012 ngày 16 tháng 10 về cái việc kiểm tra đối với các cái công trình xây dựng thì đã nêu rất rõ là vấn đề công khai quy hoạch, quản lý quy hoạch và xử lý đối với các công trình xây dựng không phép trái phép, như là xây dựng đối với những cái nơi mà chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng đất, hay là xây dựng ở trên đất nông nghiệp, xây dựng ở không đảm bảo cái an toàn giao thông, hay là xây dựng không đúng với kiến trúc truyền thống, nhưng mà chúng ta chưa kịp thời xử lý, dẫn đến cái việc là không thực hiện nghiêm cái việc mà bảo tồn, phát huy cái giá trị văn hóa truyền thống. Cái thứ hai đó là cái việc mà cộng đồng tham gia vào bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa thì hiện nay một số nơi là nhận thức là cũng chưa được tốt. Ví dụ như là trước kia thì báo cáo các đồng chí là khi mà người dân đi lao động Trung Quốc về thì cứ có tiền là xây dựng nhà theo kiến trúc của Trung Quốc. Tuy nhiên thì Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã chỉ đạo ngành xây dựng đã có cái hướng dẫn số 478 thực hiện cái việc mà mẫu định hình cho cái kiến trúc của các cái dân tộc, làm cơ sở để tuyên truyền cho các thôn bản, nhất là các làng văn hóa du lịch cộng đồng, có cơ sở để xây dựng đảm bảo có tính bền vững và giữ được cái văn hóa truyền thống. Nhưng mà tuy nhiên thì cái nội dung này tôi cho là cũng chưa làm được triệt để, chính vì như vậy mà cái việc mà tuân thủ xây dựng là chưa được. Vấn đề về bảo tồn các cái văn hóa truyền thống thì trong cái đề án 501 nêu rất rõ là về vấn đề trang phục truyền thống, lễ hội truyền thống, rồi chữ viết, dân ca, dân vũ là có nêu rất rõ là trách nhiệm của các địa phương cùng với cộng đồng dân cư chúng ta tham gia để chúng ta thực hiện tốt cái việc bảo tồn phát huy giá trị. Nhưng mà cái nội dung này thì cũng báo cáo các đồng chí là ngành chúng tôi cũng đã báo cáo với tỉnh hai nội dung. Một là cái đề án 51, hai là cái việc quản lý xây dựng 39 cái làng theo quyết định số 1324 là chưa quan tâm quyết liệt để triển khai thực hiện. Chính vì như vậy mà báo cáo các đồng chí là cái đề án 501 có 24 tỷ, nhưng đến giờ phút này báo cáo các đồng chí là mới chưa giai đoạn 2020-2025 có 24 tỷ. Tuy nhiên thì đến thời điểm này thì mới đầu tư được khoảng 9 tỷ. Các đồng chí thấy là cái việc quan tâm để đầu tư xây dựng, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa là thấy là chưa thực sự quan tâm. Thế và một số khi mà xây dựng nông thôn mới thì ở một số nơi cũng đã không quản lý tốt cái việc mà bảo vệ cảnh quan thiên nhiên cho xây dựng cho khai thác một số cái danh thắng vi phạm thì cái này cũng chưa được xử lý triệt để. Thì đấy là những cái nguyên nhân mà chúng tôi cho là cái việc mà dẫn đến cái việc mà không xây dựng các cái công trình đảm bảo tuân thủ các cái quy định và bảo tồn được cái văn hóa và không làm tốt được cái việc mà giữ gìn được cái bản sắc văn hóa, cái truyền thống văn hóa của đồng bào các dân tộc. Về thời gian tới thì ngành chúng tôi sẽ tiếp tục, một là sẽ tiếp tục cụ thể hóa các cái nội dung mà đã tham mưu cho Ủy ban nhân tỉnh, triển khai các kế hoạch để thực hiện nghị quyết số 11 về phát triển du lịch, nghị quyết số 15 về bảo tồn. Như vậy là có đầy đủ. Riêng về lĩnh vực văn hóa thì báo cáo các đồng chí là hiện nay có 4 nghị quyết. Nghị quyết thứ nhất là nghị quyết 11 về phát triển du lịch, nghị quyết thứ hai là 15 là nghị quyết về bảo tồn phát huy giá trị bản sắc văn hóa, nghị quyết thứ ba là
19 là bảo tồn phát triển công viên địa chất. Nghị quyết thứ 14 là nghị quyết 27 xóa bỏ các hủ tục phong tục tập quán lạc hậu. Như vậy là rất rõ là tổng thể về mặt lĩnh vực văn hóa là đã có đầy đủ các cái cơ sở từ chỉ đạo từ cấp cao nhất là ban chấp hành cho đến cái chỉ đạo của các cấp các ngành. Cho nên là chúng tôi sẽ tiếp tục cụ thể hóa cái nội dung này để làm sao mà thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các cái nghị quyết này. Vấn đề thứ hai là tiếp tục triển khai hiệu quả cái việc mà quản lý khai thác xây dựng 39 cái làng văn hóa du lịch gắn với mỗi xã một sản phẩm OCOP. Đây là một trong những cái nội dung mà các đồng chí biết là du lịch của Hà Giang, văn hóa là nền tảng và cũng là cái sản phẩm rất chủ đạo để chúng ta phát triển. Thì đấy là cái mà chúng tôi cũng sẽ tiếp tục tham mưu để triển khai hiệu quả và triển khai thực hiện hiệu quả cái đề án 501 về bảo tồn văn hóa và nâng cao chất lượng dịch vụ các làng văn hóa du lịch cộng đồng. Đây chính là cái điểm mà đồng chí Nhàn có nêu là thế nào để thu hút được khách. Chúng ta muốn thu hút được khách thì phải bảo tồn văn hóa và nâng cao chất lượng dịch vụ ở đây. Chứ nếu không là có thì rất là khó để có thể chúng ta thu hút được. Thì cái đấy là cái mà chúng tôi quan tâm. Vấn đề thứ hai là sẽ đồng hành cùng với các đồng chí. Ngành xây dựng thì chúng tôi cũng đã quyết liệt tham mưu cho tỉnh là công khai, đề nghị công khai cái quy hoạch, quản lý quy hoạch. Và chúng ta phải xử lý triệt để ngay cái việc mà xây dựng không phép, trái phép hay là xây dựng các cái homestay, các cái bungalow mà nó không đúng với văn hóa truyền thống. Thì chúng ta không thu hút bằng mọi giá, chúng ta không cho đầu tư bằng mọi giá thì chắc chắn là sẽ bảo tồn được. Vấn đề thứ ba là chúng tôi sẽ tiếp tục cùng với các huyện đồng hành để chúng ta tổ chức các cái lớp hướng dẫn bảo tồn các cái làn điệu dân ca, dân vũ, nhạc cụ truyền thống và cái văn hóa truyền thống. Thì đấy là cái mà cộng với cái nữa là chúng tôi cũng đã khuyến khích đề nghị tất cả các điểm du lịch hiện nay không được trưng bày các cái trang phục mà không đúng truyền thống của Hà Giang để cho khách thuê chụp ảnh. Những cái điểm đấy tôi đề khuyến nghị là các huyện xử lý dứt điểm, không nên là để tiếp tục. Vấn đề thứ ba là chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường đổi mới cái công tác xúc tiến quảng bá, đặc biệt là sẽ quan tâm xúc tiến quảng bá đối với các khu điểm du lịch và các làng văn hóa du lịch cộng đồng, đảm bảo chất lượng và dịch vụ tốt để khuyến khích khách đến, và không khuyến khích, đồng thời cũng đề nghị là các huyện không đưa các điểm khu du lịch, các làng văn hóa du lịch không giữ được văn hóa truyền thống, không giữ được cảnh quan môi trường vào khai thác du lịch. Vấn đề thứ tư là sẽ tiếp tục cùng với các ngành, cùng với các huyện sẽ kiểm tra cái việc quản lý xây dựng các cái công trình trên địa bàn và đề nghị là xử lý nghiêm theo cái chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng như là Ủy ban nhân tỉnh trong cái việc mà quản lý khai thác đá cát, đá sỏi cũng như là vật liệu thông thường và công tác bảo tồn phát huy giá trị bản sắc văn hóa cũng như là xóa bỏ các cái hủ tục lạc hậu trong đời sống đồng bào các cái dân tộc. Và chúng ta làm tốt như vậy thì chắc chắn rằng cái việc mà phát triển du lịch một cách theo cái hướng xanh và bền vững thì chúng ta sẽ đạt được mục tiêu đề ra. Thì báo cáo các đại biểu là qua ý kiến của đại biểu Lý Tả Nhàn thì tôi xin báo cáo nêu rõ một số cái nội dung trên hết. Cảm ơn ông Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch. Sau đây xin mời ông Giám đốc Sở Xây dựng cùng phối hợp trả lời về vấn đề này, bởi vì đây nó liên quan đến vấn đề về quy hoạch khu điểm du lịch gắn với bảo tồn kiến trúc. Chính vì vậy đây là một cái nhiệm vụ cũng rất là quan trọng mà đã có bốn cái nghị quyết của tỉnh chúng ta bàn về lĩnh vực du lịch này. Sau đây xin mời ông Giám đốc Sở Kế hoạch, Giám đốc Sở Xây dựng, xin mời ông. Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa các ông bà đại biểu Hội đồng nhân tỉnh, thì trên cơ sở ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân huyện Hoàng Su Phi đồng chí Giám đốc Sở Văn hóa thì cũng đã có cái trả lời. Thì đối với ngành xây dựng thì trong những năm qua thì cũng đã phối hợp với các ngành, đặc biệt là tham mưu cho Ủy ban nhân tỉnh triển khai các cái cấp độ quy hoạch. Thì từ giai đoạn 2021 đến nay thì ngành đã phối hợp với Ủy ban nhân các huyện
để tham mưu và cũng như là triển khai 245 đồ án quy hoạch các loại. Thì ở đây thì tuy nhiên thì trong cái quá trình triển khai thực hiện thì nó cũng do nhiều cái nguyên nhân, đặc biệt là cái nguồn lực cho cái công tác quy hoạch. Mặc dù là tỉnh thì cũng đã rất là quan tâm rồi, nhưng mà tuy nhiên là các cái cấp độ quy hoạch hiện nay triển khai trên địa bàn tỉnh thì cũng còn một số cấp độ chúng ta đã và đang trong cái giai đoạn triển khai thực hiện. Thì do vậy đối với ngành thì trong cái giai đoạn tới thì cũng sẽ phối hợp với các sở, đặc biệt là ủy ban nhân các huyện để tập trung tham mưu cho ủy ban tỉnh để triển khai một số cấp độ, đó là quy hoạch chi tiết, quy chế quản lý kiến trúc, và đặc biệt nhất ở đây là cái quy chế quản lý kiến trúc, vì cái này là một cái công cụ để chúng ta quản lý các cái kiến trúc truyền thống và kiến trúc các cái làng văn hóa trên địa bàn. Thì cái này thì trong thời giai đoạn tới thì ngành sẽ đẩy mạnh cái phối hợp với các huyện để triển khai đồng bộ cái quy hoạch chi tiết và quy chế quản lý kiến trúc. Thì đó là cái công cụ để chúng ta thực hiện và chúng ta quản lý. Thì về phía ngành xây dựng thì trên cái cơ sở ý kiến vậy thì cũng chỉ tham gia cái ý kiến ngắn như vậy. Xin hết ạ. Xin cảm ơn ông Giám đốc Sở Xây dựng. Trân trọng kính mời ông Lý Tròi Nhàn, qua ý kiến trả lời của ông Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch và ý kiến trả lời phối hợp kết hợp giữa Giám đốc Sở Xây dựng về lĩnh vực bảo tồn kiến trúc du lịch cũng như gắn với phát triển thực hiện theo các nghị quyết của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân. Xin mời ông có ý kiến thêm. Kính thưa đoàn chủ tọa kỳ họp, kính thưa ông Giám đốc Sở Văn hóa và ông Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Hà Giang, thì qua ý kiến của hai giám đốc sở đã trả lời các cái ý kiến của tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Hoàng Su Phi đã cơ bản là đã rất là tỉ mỉ, chi tiết và thỏa đáng. Tuy nhiên thì trong cái kế hoạch công tác, các cái giải pháp quản lý nhà nước trong thời gian tới thì cũng đã có. Thế nhưng phải chăng là để mà chúng ta quản lý tốt được cái việc kiến trúc truyền thống thì có nên xây dựng cái quy chế để thực hiện trong thời gian tới hay không? Vì hiện nay là chúng ta cũng chỉ nói và chỉ có mang tính tuyên truyền, nhắc nhở thôi, chưa có một cái cụ thể chi tiết, chưa có một cái quy chế để quản lý. Cho nên là về thôn, về bản, về các cái làng văn hóa dân tộc là chưa có cái căn cứ để chúng ta xử lý cái này. Ngay cả cái làng văn hóa, cái quy chế của làng văn hóa ấy, của thôn văn hóa ấy, thì cũng chưa có cái căn cứ để linh hoạt để thực hiện cái này. Thì tôi đề nghị là trong thời gian tới là có nên là xây dựng cái quy chế của toàn tỉnh hay không. Cái việc thứ hai thì tôi xin hỏi thêm một ý nữa là hiện nay ấy, là chính phủ hiện nay là cái quy hoạch tổng thể của tỉnh Hà Giang của chúng ta đã được chính phủ phê duyệt xong, trong đó thì có cái nội dung phát triển về văn hóa du lịch. Thì vậy thì ông Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch có những cái giải pháp gì về quản lý công tác quy hoạch du lịch trong thời gian tới ạ? Xin hỏi thêm một chút ạ. Xin hết. Xin cảm ơn đại biểu. Câu hỏi này là ngoài nội dung ban đầu, nhưng tuy nhiên nó cũng là nằm trong cái quy hoạch chung của tỉnh và có liên quan đến vấn đề du lịch. Chắc chắn là đối với Giám đốc Sở Thể thao Du lịch thì nằm trong tầm tay, bởi vì đã tham mưu cho Ủy ban tỉnh và các ngành để xây dựng cái đề án về du lịch, chắc chắn là đồng chí sẽ rất là thuộc bài này. Xin mời ông Giám đốc. Vâng, cảm ơn câu hỏi của đồng chí, của ông Lý Tròi Nhàn. Báo cáo chủ tọa và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, báo cáo kỳ họp là chúng tôi thì tham gia từ đầu về một cái lĩnh vực của ngành, đó là quy hoạch về phát triển văn hóa thể thao du lịch. Thì hiện nay thì theo chỉ đạo của Ủy ban nhân tỉnh, thì khi công bố quy hoạch thì các ngành phải có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết để thực hiện cụ thể hóa cái nội dung của quy hoạch. Thì hiện nay chúng tôi cũng đã bắt đầu bắt tay vào để tham mưu cho tỉnh sẽ ban hành cái kế hoạch cụ thể hóa các cái nội dung nhiệm vụ trong lĩnh vực văn hóa thể thao du lịch để thực hiện đến năm 2050 theo đúng cái quy hoạch đã được chính phủ phê duyệt. Và chắc chắn rằng đã trong kế hoạch thì sẽ nêu chi tiết
trách nhiệm của từng cấp, từng ngành trong từng cái nhiệm vụ trên 4 lĩnh vực của ngành quản lý, thì cũng xin báo cáo với đồng chí như vậy. Thì riêng về cái nội dung này thì chúng tôi cũng đã triển khai để là kịp thời đưa quy hoạch vào cuộc sống. Xin mời ông giám đốc làm rõ thêm qua một ý của đồng chí Nhàn, của ông Nhàn ấy, là vấn đề là có nên xây dựng quy chế quản lý hay không để cho các điểm du lịch trên địa bàn toàn tỉnh có cái gợi hoặc là có căn cứ để triển khai thực hiện thống nhất. Vâng, báo cáo với chủ tọa với cả các đồng chí đại biểu là qua cái ý kiến của đồng chí là Lý Tài Nhàn thì chúng tôi nghiêm túc tiếp thu, và nội dung này chúng tôi cũng sẽ trao đổi với ngành xây dựng để có để triển khai cái việc mà xây dựng cái quy chế quản lý kiến trúc như là cái đề xuất của ngài, của ông, thì tôi nghĩ là cái việc đó là cũng là cần thiết. Rồi, xin cảm ơn ông giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch. Xin trân trọng kính mời các vị đại biểu chúng ta có tranh luận gì với ông giám đốc Sở Văn hóa không ạ? Có ý kiến gì thêm không? Chất vấn thêm không? Xin trân trọng kính mời. Thời gian vẫn còn. Có ý kiến nào khác không ạ? Hay như vậy là qua ý kiến trả lời của ông giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch và ý kiến phối hợp của ông giám đốc Sở Xây dựng trong vấn đề quy hoạch, rồi là phát triển cũng như là bảo tồn kiến trúc văn hóa trong lĩnh vực du lịch, thì cơ bản là đã được đại biểu Nhàn thống nhất. Ngoài ra ông Nhàn cũng có hỏi thêm những ý kiến cũng nằm vào vấn đề về du lịch, nằm vấn đề về quy hoạch, thì đồng chí giám đốc cơ bản là thống nhất và tiếp thu. Xin cảm ơn ông giám đốc, mời ông giám đốc về vị trí. Xin cảm ơn các vị đại biểu đã đến giờ nghỉ giải lao. Sau đây xin trân trọng kính mời các vị đại biểu chúng ta nghỉ giải lao 15 phút.